Em Sơn TV xin kính chào toàn thể quý vị các bạn nhé. Xin chúc cho quý vị các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Hiện tại bây giờ thì em Sơn đang có mặt ở cây đa Tân Trào. Tân Trào thì nó thuộc Tuyên Quang. Nơi đây thì ngày hôm nay cũng và buổi tối ngày hôm nay ấy, thì có diễn ra một cái chương trình hát then đàn tính của người dân tộc Tày đấy mọi người ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì em Sơn đã có mặt ở đây để ghi lại những cái khoảnh khắc mọi người dân tộc Tày sẽ tổ chức những cái cuộc thi hát then đàn tính. Đó, như quý vị các bạn quan sát thấy thì ở bên trên sân khấu kia thì có rất là nhiều bà con người đồng bào Tày ở khắp các tỉnh của đất nước chúng ta nói chung và nói riêng là cái khu vực miền Bắc này. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ rất là nhiều những cái tiết mục hay, thì em Sơn hy vọng rằng sẽ có được nhiều những cái thước phim hay để truyền tải lên cho mọi người xem. Buổi tối ngày hôm nay Sơn nghĩ rằng sẽ rất là tương bừng và rực rỡ đấy mọi người ạ. Nhưng mọi người quan sát thấy chưa, toàn bộ là những người dân tộc Tày là chính, và trong đó thì cũng có kèm theo một số những người dân tộc Lùng ở các tỉnh phía Bắc đã tập trung về đây để tham gia một cái chương trình hát then đàn tính toàn quốc lần thứ tư này. Chào các cô nhé. Đó, đoàn mình trông rất là đẹp. Vâng. Như mọi người có thể quan sát thấy thì ở trên sân khấu cũng như là ở bên dưới này thì có rất là nhiều bà con người Tày cũng đang chuẩn bị. À đây, hỏi thăm bà cô một tí, cháu chào cô nhá. Vâng, chào cháu ạ. Vâng, cô ơi, cô cho cháu hỏi một chút là cô đến từ tỉnh nào vậy ạ? Cô đến từ Cao Bằng ạ, đoàn Cao Bằng ạ. Nhất là đại biểu Hà Quảng Bắc Bó ạ. Thế là cô đến từ Cao Bằng, đoàn của mình là đến từ Cao Bằng ạ. Từ Cao Bằng, từ Hà Quảng, từ Bắc Bó. Vậy là buổi tối ngày hôm nay đến đây để tham gia cái chương trình hát then, giao lưu. Vâng. Đấy à, hát then đàn tính này thì đoàn của mình có đông người không cô? Đoàn của cô 17 người. 17 người ạ? 17 người, còn 19, 20 người thế này. Đấy là cũng có cả 20. Hà Quảng là 17 người rồi, còn đoàn Cao Bằng thì phải có tầm 20 người này. Dạ vâng, thế là mỗi người sẽ cầm một cây đàn này để hát then và biểu diễn hả cô? Vâng, hát then và biểu diễn. Hôm nay với tinh thần của đoàn Cao Bằng đến đây thì mang tính chất mục đích là giao lưu học hỏi và mà đi đến đây là nơi mà thân thiện nhất, tìm đến nơi di tích lịch sử để mà thắp hương và giao lưu học hỏi. Dạ vâng, tưởng nhớ đến bác đúng không ạ? Vâng, vâng. Ở Cao Bằng thì có Bác Bó nhỉ, nơi bác cũng... Vâng, Cao Bằng thì có Hà Quảng Bác Bó. Vâng, ở Tuyên Quang thì có cây đa Tân Trào. Đều là những nơi mà bác Hồ Vĩ Đại của chúng ta đã dừng chân để làm việc và ở đây để và khởi nguồn cách mạng ạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng. Thế cháu cảm ơn cô rất là nhiều nhá. Vâng, xin chúc cho đoàn nhà mình hôm nay sẽ có được những cái tiết mục. Vừa rồi thì như quý vị đã được nghe một bà cô đến từ Cao Bằng đã giới thiệu về quê hương Cao Bằng Bắc Bó đó, và có những cái bài then về Cao Bằng. Và thêm nữa ở trên đây thì không biết là những còn những cái đoàn nào nữa đây. Nhưng mà mọi người thì đang tập trung ở đây để chụp ảnh kỷ niệm đó, chụp lại những cái tấm hình để lưu lại làm cái khoảnh khắc. Đây thì đúng là một cái khoảnh khắc đáng nhớ ở nơi Tân Trào, quê hương Tân Trào này các bạn ạ. Đúng là nơi cây đa Bắc Trồng, rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp đó. Đây không biết là các cô đến từ tỉnh nào nữa. Đây các cô đây là đến từ Bắc Cạn ạ. Dạ vâng. Đó, các cô đang đứng lại để check in, chụp những cái tấm hình lưu lại làm những cái khoảnh khắc. Đúng là một cái khoảnh khắc đáng nhớ. Các cô hãy cười tươi lên nào. Đó. Cái này chú phải chụp ngang nó ra thì nó đẹp hơn. Đó. Đây, tổng thể đoàn Cao Bằng thì đây là đoàn Bắc Cạn. Đây là đoàn Bắc Cạn. Vâng, đoàn Bắc Cạn thì mình là tổng là có bao nhiêu người ạ chú? Đoàn Bắc Cạn tổng thì có 16 người. Có 16 người ạ? Vâng. Ở phía xa xa bên này thì Sơn thấy có một đoàn không biết là của tỉnh nào nữa, nhưng mà Sơn nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ rất là hay đây. Có những tiết mục. Đây. Rồi, xin chào các cô nhá. Chào các chị em. Đấy. Đoàn mình là ở tỉnh nào vậy chị? Em ở Bắc Giang. Bắc Giang ạ? Người Tây Bắc Giang. Người Lùng. Tây Lùng. Tây Lùng Bắc Giang. Mình đang diễn tập hả chị? Đấy, như mọi người thấy thì
Đoàn Bắc Giang thì cũng đang chuẩn bị diễn tập lại một chút để chuẩn bị lát nữa là lên sân khấu biểu diễn. Xin chào các quý vị và các bạn đang được quan sát buổi múa diễn tập của đoàn Bắc Giang. Người Tày, người Nùng Bắc Giang phối kết hợp với nhau để có những cái tiết mục múa đẹp nhất. Đó, rất là tuyệt vời. Mọi người quan sát thấy chưa? Nếu để chúng ta nhìn từ một cái góc xa thì rất là tuyệt vời nhá. Có vẻ múa rất là đều này. Này. Cái đoạn vừa qua thì chưa được đẹp như những đoạn đầu là đều. Nhưng mọi người phải ăn ý nhau một chút. Đúng rồi, ăn ý khớp nhau một tí. Thì hơi bị nhỏ tiếng hát hơi bị.
Thank you.
Tiếp được chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục sân khấu đồng tính. Cũng gần như là đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và chắc có lẽ thì bây giờ Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Sơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.